Xin chào mọi người. Lời đầu tiên, anh chân thành cảm ơn bạn Bùi Thành Trung, bạn Thông Nguyễn, bạn Văn Duy Phạm, ba bạn hết thắng hội viên rất tốt, đăng ký lại ủng hộ app. Cảm ơn Bùi Thành Trung, cảm ơn Thông Nguyễn, cảm ơn Văn Duy Phạm. Chiến thần ở rễ Dương Thanh Tần Thanh Tâm, chương 7008 đến chương 7017. Nhĩ Chu vốn dĩ cũng chưa chết, hắn chỉ là bị đánh bất tỉnh nhân sự mà thôi. Nhưng rất nhiều người của Thành Nhật Cốc đều cho rằng Nhĩ Chu đã bị đánh chết. Trên thực thì cũng là tên võ giả hung tàn kia ra tay. Thành trong mắt đám người Thành Nhật Cốc thì những tên võ giả kia đều là tồn tại kinh khủng không khác gì ác ma trong địa ngục. Cho nên đám người cho rằng một khi những tên kia ra tay thì Nhĩ Chu tuyệt đối không có khả năng có cơ hội còn sống. Thế nhưng là một người sớm đã chết đi tại trong mắt bọn hắn, giờ phút này vậy mà tại sao vài phút cứu chữa ngắn ngủi của Dương Thanh đúng là lần nữa sống lại, đây là khiến bọn hắn khó mà tiếp nhận được hiện thực này. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy thì bọn hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng cảnh tượng này là có thật. Lương Nguyên nhìn thấy Nhĩ Chu động đậy lập tức cũng kích động không thôi. Tại thời điểm mọi người đang chấn kinh, Nhĩ Chu đột nhiên đưa tay lên ôm ngực, ho khan vài tiếng. Ngay sau đó Nhĩ Chu trực tiếp đứng dậy, mặc dù trên thân còn dính máu từ trong miệng phun ra trước đó, nhưng khi thế cả người nhìn qua tuyệt đối không giống như người vừa bị tổn thương. Nhìn xem trạng thái của Nhĩ Chu thời khắc này thậm chí còn mạnh hơn rất nhiều so với trước đó. Sau khi Nhĩ Chu đứng dậy, trực tiếp hướng về phía chiếc xe sang bên kia ra tới, đồng thời bộ dáng hùng hục như trâu gầm thét quát lớn: "Hỗn đản, ta trời chết các người hả? Chuyện này..." Nhĩ Chu vừa vọt tới mấy bước liền phát hiện ra tất cả võ giả đều đã dạt sang một bên, từng tên nhìn xem hắn mặt mũi đều tràn đầy sợ hãi. Đồng thời tại bên cạnh chiếc xe sang còn có một thi thể của võ giả. Chuyện này khiến Nhĩ Chu không hiểu ra làm sao, trong lòng tự nhủ: những tên võ giả này từ lúc nào lại trở nên hèn nhát như vậy? Ngay sau đó, theo đầu óc của Nhĩ Chu chậm chạp vận chuyển, hắn lúc này mới phản ứng lại được, nhớ lại mình trước đó bị người đánh ngất đi, đồng thời khi thời điểm từ dưới đất bò dậy, bên cạnh dường như có một bóng người quen thuộc. Lúc Nhĩ Chu vừa tỉnh lại, còn tưởng rằng mình đang nằm mơ, chỉ nghĩ đến việc giết Mã công tử, căn bản là không hề để ý tới Dương Thanh đứng ngay trước mặt. Giờ phút này, Nhĩ Chu quay đầu lại, bất chợt phát hiện sự tồn tại của Dương Thanh. Hắn lúc này mới hiểu được chính là Dương Thanh đã cứu mình, mà những tên võ giả này hiển nhiên cũng là đang sợ Dương Thanh. Sau khi được Dương Thanh cứu một mạng, trong lòng Nhĩ Chu có lập tức xuất hiện một tia cảm kích, vì vậy hắn không còn ác cảm với Dương Thanh nhiều như trước. Bịch bịch. Đến lúc này có một số dược đồng đột nhiên quỳ xuống trước mặt Dương Thanh, bắn một vết mặt thành kính trực tiếp quỳ lại Dương Thanh: "Thần tiên sống à, đều có thật là thần tiên sống à, ngài ấy vậy mà thực sự đem Nhĩ Chu khởi tử hồi sinh, thực sự là thần linh hiện thế mà." Tuy nói phần lớn những dược đông này đã từng tại dưới sự áp bách của Trương Hoành, chưa thể đối địch cùng Dương Thanh. Thế nhưng là Dương Thanh lần lượt mang đến những chuyện khiến cho đám người khiếp sợ không thôi, đồng thời còn có thể cứu sống người đã chết. Bà lập tức cho rằng Dương Thanh chính là đệ tử của vị thần tiên Thành Nhật Cốc năm đó. Đối với vị thần tiên sống lúc trước kia, bản cũng chưa từng gặp qua, và vẻn vẹn cũng chỉ là nghe nói tới một chút, nhưng bản vẫn 10 phần thành kính. Bản cho dù là biết một khi lấy lòng Dương Thanh thì Mã công tử về sau liền sẽ không còn tiếp tục thu mua dược liệu của bà hắn, bà hắn rất nhanh liền sẽ bị chết đói, nhưng bản vẫn như cũ lựa chọn quỳ lại Dương Thanh. Cảnh tượng này diễn ra quá đột ngột, khiến hầu hết những dược đông còn lại đều không giữ nổi bình tĩnh. Mà Dương Thanh còn có chút ngoài ý muốn, anh căn bản là không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy. Anh mặc dù vì chuyện đã xảy ra trước đó nên không có ấn tượng tốt với những dược đông này, nhưng anh cuối cùng vẫn không muốn có người quỳ lại với mình như vậy. Dương Thanh nghiêm nghị quát lớn: "Các người nhanh đứng dậy đi, đừng quỳ lại ta nữa." Sau khi nghe được lời nói của Dương Thanh, trong lòng một số ít dược đông đang quỳ lại Dương Thanh kia
thiện cảm đối với Thanh lập tức tăng vọt. Cho dù sắc mặt Dương Thanh giờ phút này vô cùng băng lãnh, ngự khí cũng rất sắc lạnh, nhưng bản vẫn tin chắc rằng Dương Thanh tuyệt đối có liên quan tới vị thần tiên lúc trước kia. Bởi vì những Dược Long này trước đó đã từng nghe nói vị thần tiên lúc trước kia cũng sẽ không cho Dược Long bọn hắn quỳ lại. Nghe được mệnh lệnh của Dương Thanh, những Dược Long kia có chút do dự, nhưng sau đó vẫn quyết định không làm trái ý của Dương Thanh nên lập tức đứng dậy. Mà bên trong ánh mắt của bọn hắn thì đành đầy vẻ thành kính cùng kính sợ. Dương Thanh nhất thời không nói nên lời, anh không biết trong lòng những Dược Long này suy nghĩ cái gì, mà cũng không có tâm tư để suy đoán. Mục đích hôm nay Dương Thanh đến nơi này chỉ có một, đó chính là giết người, giết sạch những kẻ muốn tổn thương tới người bên cạnh mình. Hôm nay những ai làm tổn thương đến Lưu Ngụy Yên cùng Lưu Vũ Hàng, còn có Nhĩ Chu, tất cả những kẻ tham dự trong chuyện này, tất cả bước ra cho ta. Ánh mắt lạnh như băng của Dương Thanh quét qua tất cả mọi người ở đây, kể cả đám Dược Long thành Dược Cấp. Chỉ cần có người đứng ra, Dương Thanh liền sẽ ra tay giết sạch. Nghe được lời nói của Dương Thanh, đám người thành Dược Cấp bị dọa đến đồng loạt cúi thấp đầu, đồng thời nhanh chóng hướng về phía sau lui lại mấy bước. Tuy nói có phần lớn người và đối địch cùng Dương Thanh, bắn cho rằng Mã Công Tử mới là vị cố tình của mình, cho thế thì Mã Công Tử cũng đã trưởng khống thành Dược Cấp trong rất nhiều năm. Nhưng phần lớn những người này vẫn không dám phách lối ở trước mặt Dương Thanh. Đến lúc này, Trương Tức Cường ngồi tại trên xe lăn lại một lần nữa tỏ ra phách lối với Dương Thanh. Trước đó suýt nữa bị Mã Công Tử giết chết, vẫn là nhờ Trương Hoành một trận đau khổ cầu xin mới báo trụ được một cái mạng cho hắn. Cho nên lúc này Trương Tức Cường còn muốn tại trước mặt Mã Công Tử thể hiện tốt một chút. Chính vì vậy Trương Tức Cường lớn tiếng nhục mạ Dương Thanh, nói ra: "Ngươi cái tên nghiệp xúc này, ngươi lại còn dám đến đây. Mã Công Tử chính là vị cứu tinh có thành Dược Cốc chúng ta. Tại trong mắt Mã Công Tử, ngươi chỉ là con sâu cá kiến. Mã Công Tử muốn chơi chết ngươi chỉ là chuyện trong vài phút mà thôi. Ngươi còn thực sự cho rằng mình đánh lén hai tên võ giả liền vô địch rồi sao? Trên thực tế, ngươi ngay cả ngón chân của Mã Công Tử không thể nào so sánh được. Nên những người không muốn chết còn mất thê thảm, ta khuyên người vẫn là ngoan ngoãn lập tức quỳ xuống dập đầu cầu xin tha thứ với Mã Công Tử. Mã Công Tử có lẽ sẽ còn có thể lưu lại cho người một cái chết toàn thây." Trương Tức Cường lúc này vẫn phách lối như lúc trước. Trước đó không lâu bị Dương Thanh phế bỏ, vì tình thế bức ép mà bất đắc dĩ hắn mới lựa chọn cúi đầu trước Dương Thanh. Nhưng hôm nay chỗ dựa phía sau hắn là Mã Công Tử đang ở nơi này, hắn đương nhiên phải phát tiết oán giận trong lòng mình với Dương Thanh. Dương Thanh lần trước đã cho hai cha con này cơ hội, thế nhưng là lần này Dương Thanh liền sẽ không còn nhân từ như vậy. Chỉ thấy Dương Thanh một chân đá lên một khúc cây từ trên mặt đất. Tại thời điểm khúc cây sắp rơi xuống đất, Dương Thanh lại một chân quét vào trên khúc cây. Khúc cây kia nháy mắt hóa thành một mũi tên lao vút về phía Trương Tức Cường. Mọi người tại đây cũng chưa kịp lấy lại tinh thần thì gốc cây kia nên đã từ vị trí trái tim Trương Tức Cường xuyên thấu qua. Một vòi máu đỏ tươi lập tức bắn ra như suối. Trương Tức Cường khổ cực, ngay cả một tiếng hét thảm cũng không kịp phát ra, ngẹo đầu một cái trực tiếp chết tại trên xe lăn. Mấy tay thanh niên chó xanh thành Dược Cốc đứng gần Trương Tức Cường lập tức bị máu tươi bắn tung tóe đầy một thân. Bắn đã bao giờ nhìn thấy qua cảnh tượng này liền bị dọa ngất đi ngay tại chỗ. Những người khác có mặt ở đây cũng không khá hơn chút nào, không một ai ngờ tới Dương Thanh này đúng là một lời không hợp nên trực tiếp đồng thủ tiến người lên trên hoàng thuyền. Tính đến lúc này anh mới xuất hiện chưa được bao lâu nên đã có ba người mất đi tính mạng, mà lại mỗi một gia hỏa chết đi thân phận đều tương đối kinh khủng. Một đám võ giả của Mã Công Tử đứng tại trước mặt Dương Thanh, toàn thân run lập cập giống như đánh trống bỏi. Bọn hắn vốn không dám động thủ với Dương Thanh, nhưng thấy cảnh này lại càng thêm không dám động đậy. "Con à, con của ta, Thiếu Cường." Trương Hoành ngơ ngác khó thể tin, thất thần mất một lúc mới lấy lại tinh thần. Hắn hét lên đau đớn rồi lao về phía thi thể của Trương Tức Cường. Trương Hoành có nằm mơ để không nghĩ tới, nhi tử hắn nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, cưng chiều trong tay từ nhỏ đến lớn,
lại đã chết tại trong tay Dương Thanh. Điều làm cho Trương Hoành không nghĩ tới nhất chính là Trịnh Tiểu Cường vẫn là bị giết tại dưới mi mắt mà không tử, còn một đám võ giả chỗ dựa phía sau lưng hắn. Trương Hoành đau khổ tới cực điểm, hắn chỉ có một nhi tử mà mực xem như bảo bối. Trước đó bị Dương Thanh phế bỏ, trực tiếp biến từ con trai thành thái giám. Vốn dĩ chuyện này để lại để hắn phẫn nộ và thương tâm đến cực độ. Rốt cuộc thì Trương gia có mà hắn cũng đã tuyệt hậu. Hắn vốn còn muốn tìm cơ hội để mà công tử ra mặt giúp hắn, trực tiếp vặn xuống đầu của Dương Thanh. Kết quả bây giờ thì hay rồi, nên một hắn còn kích động coi là mà công tử rất nhanh để sẽ chờ chết Dương Thanh. Hiện tại Dương Thanh để đã chủ động đưa tới cửa nhưng vẫn chưa bị giết chết. Dương Thanh, ngươi, cái tên súc sinh này, ngươi cũng dám giết con của ta. À, con của ta, Dương Thanh, ta nhất định phải bắt ngươi đền mạng cho nhi tử của ta. Mà công tử nhất định sẽ đem ngươi chém thành muôn mảnh, ngươi, cái tên súc sinh này, chết không yên lành. Trương Hoành một bên ôm lấy thi thể Trịnh Tiểu Cường khóc lóc thảm thiết. Một bên hướng về phía Dương Thanh, ném đi một ánh mắt băng lãnh, sát khí sôi trào, mở miệng gầm rú. Dương Thanh nơi nào sẽ quan tâm tờ tiếng liễu lo có một con kiến hôi. Anh ngay cái nhìn cũng chỉ từng liếc mắt nhìn tới Trương Hoành. Mà mắt của Dương Thanh thì nhìn về phía Mã công tử, âm thanh lạnh lùng nói ra: thả nàng ra, ta sẽ lưu lại cho ngươi một cái chết toàn thây. Mã công tử giờ phút này cũng cau mày, hắn không hề nghĩ đến Dương Thanh vậy mà ngông cuồng như thế. Tại dưới mi mắt hắn tiện tay định giết chết võ giả của hắn cùng Trương Tú Cường. Tiểu tử, người quả nhiên là phách lối giống như trong truyền thuyết. Nhưng người có biết ta là đệ tử của tông môn nào hay không? Người dám đắc tội với ta sợ là sẽ chết rất thê thảm. Mà công tử ánh mắt lạnh như băng cũng nhìn về phía Dương Thanh. Lúc này trong lòng Mà công tử cũng không có niềm tin quá lớn. Hắn một bên suy đoán mình còn một đám võ giả liên thủ, đến tận cùng phải chăng có thể giết được Dương Thanh hay không? Một bên lại suy đoán Dương Thanh dám giết những người khác nhưng lại không dám giết hắn, có phải là không có thực lực kia hay không? Hiển nhiên Mà công tử lúc này vẫn ôm lấy một tí hy vọng. Hắn cho rằng Dương Thanh khẳng định là không dám giết mình, hoặc là thực lực của Dương Thanh vẫn chưa triệt để khôi phục. Sau một phen do dự, Mà công tử vẫn cho rằng Dương Thanh không dám trực tiếp giết hắn. Do thế thì mấy tên võ giả cùng Trương Tức Cường trong mắt hắn cũng chỉ là tồn tại như con sâu cái kiến, hắn cũng dám đem những người này trực tiếp giết chết. Chính vì vậy khí diễm phách lối của Mạc công tử đã tăng lên không ít. Hắn lạnh lùng hừ lạnh: tiểu tử, lập tức quỳ xuống đến cầu xin ta, đem giày của ta liếm sạch sẽ, ta ngược lại là có thể suy xét sẽ lưu lại cho ngươi một cái chết toàn thây. Đúng lúc này Dương Thanh còn chưa mở miệng thì Trương Hoành bên kia cảm xúc kích động vọt tới thúc giục Mạc công tử: Mạc công tử, ngươi nhanh giết chết tên hỗn đản này, đừng ở đây nói nhảm cùng hắn. Giá hóa này thực sự quá độc ác, tôi đó không thể lưu lại cho hắn chết toàn thây, ta muốn để hắn bị chém thành muôn mảnh. Mã công tử lập tức hướng về phía Trương Hoành ném đi một ánh mắt lạnh như băng: ngươi đang dạy ta làm việc sao? Tuy nói Mã công tử còn có mấy phần lực lượng cho rằng Dương Thanh không dám giết hắn, nhưng hắn cuối cùng cũng có tự tin có thể đem Dương Thanh chém thành muôn mảnh. Nếu không hắn làm sao có thể lưu lại Dương Thanh đến tận bây giờ? Ngay cả mấy tên võ giả đắc lực bên người đều bị Dương Thanh dọa đến không dám nhúc nhích. Mà công tử nơi nào lại có dũng khí dám tự mình đồng thủ với Dương Thanh được chứ? Trương Hoành bị ánh mắt lạnh như băng của Mà công tử dọa đến lập tức ngậm miệng, chỉ thể tiếp tục đau khổ rên rỉ. Đúng lúc này Dương Thanh lại là một lần nữa chỉ một ngón tay về phía Trương Hoành. Ngay sau đó Trương Hoành không còn động tĩnh, Dương Thanh lẩm bẩm nói ra: thực sự là quá ồn ào. Một màn lại xảy ra trước mắt này để đám người một trận hãi hùng khiếp vía. Trước đó giết chết Trương Tức Cường không tính là cái gì, lần này thậm chí ngay cả Trương Hoành cũng là đưa tay liền giết, hơn nữa còn là ngay trước mặt Mã công tử. Trương Hoành chính là một con chó trung thành mà Mã công tử nuôi dưỡng ở bên trong thành dự cốc này. Giờ phút này tất cả mọi người đều muốn nhìn phản ứng của Mã công tử một chút. Mã công tử lúc này phẫn nộ đến cực điểm, nhưng hắn lại có thể làm gì Dương Thanh được đây? Chỉ thấy dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Dương Thanh, đồng thời tiếp tục uy hiếp nói ra: tiểu tử, ngươi thực sự là quá ngông cuồng.
Ngươi có biết đắc tội với ta sẽ là kết cục gì hay không? Ngươi còn cho rằng ngươi là Diên Thanh lúc trước hay sao? Ngươi cho rằng ai cũng sẽ sợ ngươi hay sao? Bây giờ coi như ngươi trở lại cổ võ trung giới, còn chỉ có một con đường chết. Dù là ngươi đến lúc đó tu vi có thể khôi phục đến đỉnh phong, thì tại trong mắt những người kia, ngươi cũng chỉ là một con kiến hôi. Ta đã phát hiện ra tin tức của ngươi tại nơi này, một khi thông báo đến tâm môn sau lưng ta tại cổ võ trung giới, bạn rất nhanh đi sẽ tới đây bắt ngươi. Tập với ngươi vẫn là lập tức bỏ tay chịu trói đi. Diên Thanh trên mặt mang thêm một tia cười lạnh, căn bản không thèm để ý tới sự uy hiếp của Mạc công tử. Cho dù là cường giả cổ võ trung giới có đến, lại có thể là như thế nào? Chẳng qua đối với những người Mạc công tử vừa nhắc tới trong miệng kia, Diên Thanh ngược lại là nghĩ đến chuyện gì đó. Anh lập tức nhíu mày hỏi ra, những người kia là ai? Võ giả cổ võ thượng giới đến rồi sao? Diên Thanh trước đó thời điểm còn ở tại bên trong cổ võ trung giới, thì kết giới giữa cổ võ trung giới cùng cổ võ thượng giới nên đã sắp triệt để vỡ vụn. Theo lời của Hùng Bá bọn họ nói ra, có người âm thầm đang cố ý phá hư các vết nứt bên trên kết giới kia. Theo suy đoán lúc đó có bọn họ, kẻ âm thầm phá hư kia hắn là đám người Quỳ Vũ Thành. Diên Thanh ở tại thời điểm gốc đã hơn mấy tháng, cho nên anh giờ phút này chỉ thôi đánh được, vết nứt kia đã bị phá hủy. Quả nhiên sau khi mà công tử nghe được câu hỏi của Diên Thanh, lập tức Nguyễn Văn Mạch đắc ý cười lạnh nói ra, sao thế, hiện tại biết sợ rồi sao? Nếu đã biết sợ liền lập tức quỳ xuống đi. Tông chủ của chúng ta bởi vì tìm ngươi còn có chút việc cho nên rơi vào trong tay chúng ta, chỉ ít thì có thể cam đoan cho ngươi lưu lại cái chết toàn thây. Nếu không, một khi rơi vào trong tay những người khác, chắc chắn ngươi sẽ thành hồn câu diệt. Diên Thanh hừ lạnh một tiếng nói ra, không quan trọng, chỉ ít thì ta có thể tại trước khi những người kia đến đây, tôi tự sẽ đem người thành hồn phá diệt. Mà công tử sắc mặt lập tức trở nên âm lặng, trong lòng cũng cảm thấy rối bời. Hắn từ thời điểm Diên Thanh đồng thủ giết võ giả của hắn thì đã ý thức được tu vi của Diên Thanh gần như đã khôi phục. Cho dù là chưa hoàn toàn khôi phục thì hắn cũng không phải là đối thủ của Diên Thanh. Chính vì vậy mà công tử lập tức nghĩ ra một ý. Hắn trực tiếp nhìn về phía đám dược đông thành địa cốc ở xung quanh, lớn tiếng nói, tất cả mọi người đều đã nhìn thấy là tên tướng này gia đình phải tìm đường chết, nên anh nhất định phải đắc tội với ta. Với ta từ ngày mai đến sẽ không đến thu mua tháo dược của các người. Mà công tử hiển nhiên là muốn để Diên Thanh hứng chịu sự phẫn nộ từ đám người này. Quả nhiên mục đích của hắn cuối cùng đã đạt được. Cho dù có một số người tỏ ra thành kính với Diên Thanh nên đã được tiếng la hét không thu mua thì không thu mua, thế nhưng là những âm thanh này rất nhanh thì bị thanh âm có phần lớn nhóm Dược Đông dập tắt. Nhóm Dược Đông đồng thanh nói với Diên Thanh cùng Lưu Nguyên Yên, Diên Thanh sinh, chúng ta biết ngươi rất lợi hại, thế nhưng là ngươi không thể cứ như vậy mà hại chết chúng ta, cầu xin ngươi gia cao đánh khẽ, thả cho chúng ta một con đường sống đi. Diên Thanh sinh, ngươi cũng nhanh chóng một chút cùng Mã công tử rời đi đi, cầu xin ngươi đừng làm tổn thương tới bách tính thành địa cốc chúng ta. Thành địa cốc chúng ta có ý tốt để ngươi ở lại đây lâu như vậy, ngươi không thể vong ân phụ nghĩa. Lưu Nguyên Yên, ngươi nhanh nhanh khuyên hắn một chút đi, để hắn nhanh chóng đi theo Mã công tử rời khỏi thành địa cốc này. Ngươi chẳng lẽ còn chê hắn hại thành địa cốc chúng ta còn chưa đủ thê thảm hay sao? Từ khi hắn đến đây, bách tính thành địa cốc chúng ta chưa từng có một ngày được bình yên. Cầu xin các ngươi mở lòng từ bi, thay cho chúng ta một con đường sống, các ngươi nhanh rời đi đi. Khuya có thể có một điếp nữa, để anh sẽ cố gắng, tại còn đệ nhất phế vật kiếm tông còn trên mình đế tiên nữa, căng lắm, từ giờ tới 11 giờ khuya có thể sẽ có.